Một ngày đi làm của Kim Hoa sẽ như thế nào? Hôm nay Kim Hoa xuống kho nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi vòng vòng nè để xem hôm nay kho có gì mới không. Đi xem mấy cái sản phẩm gỗ nhựa ha. Chúng ta sẽ bước vào cái khu vực để hàng gỗ nhựa, tấm ốp gỗ nhựa, trụ gỗ nhựa, lam sấm gỗ nhựa, vỉ gỗ nhựa. Còn đây là khu vực cắt mẫu nè mọi người, cũng đang cắt mẫu gỗ nhựa luôn nha. Những cái mẫu được cắt nhỏ nhỏ như thế này gắn vào vô cuốn catalog á, rồi gửi xuống cho các anh chị đại lý. Còn đây là sàn nhựa dán keo nè mọi người mà xay vuông. Tiếp đến là khu vực sàn gỗ nha mọi người. Đây là sàn gỗ của thương hiệu Cosmos luôn, sản xuất tại Việt Nam mà công nghệ của Đức ha. Đảm bảo là hài lòng những khách hàng khó tính nhất luôn á. Rất là đẹp, màu sắc hoa văn. Đây cũng là một cái hoa văn lạ lạ nè, tông này tông lạnh, tông châu Âu nha mọi người. Anh chị nào mà muốn lót sàn gỗ ta tông châu Âu á thì có thể sử dụng hàng Việt Nam này. Còn đây là sàn gỗ xương cá Herribon. Sàn gỗ xương cá như thế này á thì được dùng cho rất là nhiều không gian trong gia đình của mình luôn ha. Anh chị là yên tâm sử dụng cái bạn này. Tấm nhựa giả gỗ. Đây là hàng xuất đi liên tục, hàng gỗ nhựa nha mọi người. Trời nắng chang chang mấy đứa bắt ra, chị ơi giới thiệu gỗ nhựa đi chị. Đó, đây là mát mát chút xíu là tấm nano nè. Còn đây là test. Test cái tấm nhựa này nhúng nhảy như thế này là gỗ nhựa, sàn gỗ nhựa nó sẽ không bị nứt gãy nha, cứng cáp luôn, dùng búa đập luôn thoải mái mà không có sợ. Xài vài chục năm luôn á. Đây là sàn nhựa có đế cao su mới về nè mọi người. Một ngày đi làm của Kim Hoa cũng đi tới đi lui giới thiệu cái này cái kia, test cái này cái kia cho mọi người coi nè. Bye bye.